các bác phiên chợ Vạn Phúc đêm hôm qua là đêm Noel, hôm nay là 25, ra chợ mai thời tiết đẹp quá, thời tiết nắng ấm khô ráo, thấy bảo là mai lại mưa rét, hôm nay chợ thì tuyệt vời quá. Các bác xem cây của ai đây, khu vực của Trung Dâu với lại chợ đằng kia cứ bày bán xung quanh các cái đường này, thì hôm nay có vẻ là có những cái phôi hay, ít cây nhưng có những phôi hay, tôi loáng thoáng nhìn thấy đâu đấy, thì tí nữa bác cây si kia định ra lấy cho bác quen ở trong Bình Thuận, nhưng mà đây bác đi bán rồi, bán cho Bắc Ninh xuống lấy, Bắc Ninh dọn xuống lấy. Quay trở lại cây này, cây này cây của ai anh Hùng nhỉ? Chẳng biết cây của ai, chắc có mỗi một cây. Tố hữu địa chỉ chỗ gần giao cắt với ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu ấy bác nhá, Hà Đông á. Chả biết cây của ai, chắc cũng nhiều tiền nhưng mà mình thấy nó không hợp mắt cho lắm. Mùn mở hạn luôn, Bắc Ninh đang hỏi đường lên à? Bắc Ninh hỏi đường à? Khách hỏi đường à? Đây, đây có cái gì mới không anh? Đây cái gì mới không? Đây có cái gì mới không? Si đây toàn đồ mới. Đấy, bán hàng thế tốt. Cây đấy thiên nhiên đấy nhỉ? Si này bao nhiêu anh? Si này 15. 15 à? Mình nghe nhỉ? Đấy. Vào làm đôi với con kia mà gấp đá thì giống con này. Con kia mà làm đá thì giống con này. Đúng rồi. Dáng dấp cùng như nhau. 15 triệu. Cái kia bán rồi, cái chưa trước bán. Cái này của ông nào anh Trung? Cái ông anh ông ý. Yeah, chả biết bao tiền. Hỏi giá đây chứ chả kiếp đây. Chạy đâu rồi? Đây đây đây. À đấy. Xanh của ông anh đây. Tường. Báo giá cho anh em biết nha. Xanh bao tiền anh? 15. Xanh 15. Được rồi, cái ông nào hỏi biết. Tài chuột dáng làm. À, 15 triệu. 15. Đây, sang nha. Hồng Ngọc Mai. Anh Hùng mang cây nào đi đây? À đây. Là móng này nhỉ? Cái móng này, cái làm móng này bao nhiêu tiền anh? 3 triệu rưỡi. Ok. Cái này. Cái đấy là 3 triệu xanh 5 liền. 5 liền. 3 triệu. 3 triệu.
Ngọc Mai với Khay Đá này chắc bao nhiêu? Tiểu cảnh này là bao nhiêu, là 4 triệu. 4 triệu. Đấy. À, gọi điện thoại thôi ạ. Alo. Ai đấy? Vâng. Cao đấy bác ạ. Em mua 25 triệu không ạ? Vâng. Thì đấy, các bác lấy được bao nhiêu thì cứ đề xuất thôi. Em có phải tiền xịn quá. Cứ nghiên cứu bác ạ. Mới lấy cái cây 25 triệu mà suốt ngày ông nào cũng gọi. Nghe đi, à, nghe thấy tiền là mẹ khiếp. Si à? Sách ăn tiền. Con lực lực ở cái thùng xốp em bỏ ra đây. Không. Mới tối qua mà. Em có một con ở thùng xốp điền lùn lùn đấy. Vâng, nhiều lắm. Giờ chả nhớ được con lùn lùn. Điền nhiều hàng VIP. Con này bao nhiêu tiền anh? Quên chưa hỏi. Đấy 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Con này vào về biết làm đẹp đấy. Đẹp à? Làm thì ở cây tự nhiên. Xin tay chuột. Quý tiền. Đấy. Ba thân. Dạ, chào chú. Có mua được cái gì chưa chú? Chỉ ra chợ Hà Nội cũng phải. Mình nhà ngay đây mà. Hoa giấy tinh huế. Vâng, của bao tiền anh? 9 triệu. 9 triệu. Đấy, cao tầm mét mua mét 2. 9 triệu. Tay chuột là như nào, tay lá như cái tay chuột là tay chuột. Tên sao thì là vậy. Ok bác, sang ra à đây có một cái này phôi này. Phôi này thì bao nhiêu tiền anh? 2 triệu rưỡi. Đấy. Em còn cây nào bỏ sót không? Hết rồi, để sang quay cây mấy cây bé bé của Dũng. Dũng Mini ở Văn Giang ấy. Vừa lại thấy đây hay ho. Loạt thông trước là hết rồi. Những cái... Loạt hôm trước hết rồi anh. Bán thế nhỉ. Giỏi thật. Anh em thì cứ ra ở trên Facebook của bác ấy là Dũng Bonsai Mini ấy. Dũng Bonsai Mini ấy, ở trên Facebook ấy. Cứ gõ thế là ra. Bán ở trên Facebook nhiều. Đấy, dáng dấp hay.
đấy, cái này cũng được. Rất hay. Bán như bán lợn con vậy. Như bán lợn con ấy. Ui, lành rành mọc mụn tiếp. Lành rành mọc mụn. Ghê quá. À, dâm. Dâm bụt. Dâm bụt ta. À, đấy, cái là thể loại này móc lên. Nhưng mà biết phối cảnh với chồng thì xinh lắm. Mà tiền nó không nhiều. Tiền nó không nhiều. Chơi không lo bị lừa, bị hụt tiền gì cả. Các bạn, cái này, cái chỗ chọn cái hàng nhỏ rất hay. Chủ cũng đang ngồi tít ra kia kìa. Đấy, đang cầm điện thoại. Rồi, để sang khu bên này tí.